Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tại tuần lễ thời trang diễn ra tại Milan hôm 25 tháng 2 vừa qua, nhãn hiệu lừng danh Dolce & Gabbana đã khiến cho cả giới báo chí lẫn người hâm mộ được một phen kinh ngạc. Không phải vì bộ sưu tập quần áo và phụ kiện lần này quá độc đáo, mà do D&G tuyển chọn dàn máy bay không người lái để xách túi thay cho những người mẫu truyền thống. Dolce & Gabbana đã giữ bí mật toàn bộ show diễn lần này. Trước khi bắt đầu show, họ chỉ thông báo với các khách mời phải tắt toàn bộ các thiết bị Wi-Fi. Điều này đã khiến nhiều quan khách vô cùng bất ngờ và phải đợi đến 45 phút để hoàn toàn ổn định. Sau đó, trên nền nhạc ca khúc All The Stars của Kendrick Lamar, từng chiếc drone mang theo những chiếc túi trong bộ sưu tập mới nhất của hãng lần lượt bay ra khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau màn mở đầu ấn tượng trên, show diễn của Dolce & Gabbana tiếp tục diễn ra với dàn người mẫu trình diễn như thường lệ. Được biết, show diễn lần này có chủ đề Fashion Devotion với cảm hứng pha trộn từ thiên thần, ác quỷ. Tại Belarus, những người dân tại thành phố phía Tây Bắc, Gorbo đã tổ chức một cuộc đua vô cùng thú vị để cổ vũ đội nhà tại Olympic. Đó là cuộc đua chạy máy kéo trên tuyết. Chạy máy kéo thay vì trượt ván. Bắn súng sơn thay vì súng trường. Người dân Belarus dường như đang có một kỳ Thế vận hội mùa đông nho nhỏ theo phong cách của riêng họ. Theo đó, có tất cả 5 đội chơi tham gia, mỗi đội có 3 chiếc máy kéo được đưa vào đường đua. Tất cả các đội khi cán đích sẽ phải dùng khẩu súng sơn bắn trúng mục tiêu theo đúng cự ly Olympic. Tất cả sẽ diễn ra ở nhiệt độ âm 16 độ C. Đầu tiên tôi nghĩ đây là một trò đùa, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định Belarus là nước đầu tiên trên thế giới có cuộc đua máy kéo. Chúng tôi tự hào là người Belarus, máy kéo và tinh thần thể thao của chúng tôi là tuyệt vời nhất. Cuộc thi kỳ thú này được tổ chức nhằm cổ vũ tinh thần của đội nhà Belarus thi đấu hết mình tại Olympic Pyeongchang, Hàn Quốc. Chặng đua dài 650 mét, nhưng nếu bắn trượt mục tiêu, người tham gia bị phạt lái thêm 300 mét nữa. Ngày 27 tháng 2 là ngày gấu Bắc Cực quốc tế. Nhân dịp này, vườn thú San Diego của Mỹ đã chiêu đãi những chú gấu Bắc Cực của mình một bữa tiệc cá thịnh soạn khó quên. Những chú gấu tại đây có tên gọi Tacquic, Kaluk và Chinook đã được mang về đây nuôi nhốt sau khi được phát hiện bị bỏ rơi trong tự nhiên từ lúc còn nhỏ. Khi cá vừa được đổ xuống, những chú gấu đã nhanh chóng lao ra thưởng thức. Thực ra những chú gấu này chỉ được ăn cá sống một lần mỗi tháng, thậm chí là lâu hơn, và điều này là có chủ ý. Chúng tôi muốn cá trở thành một phần thật đặc biệt trong cuộc sống của chúng, một sự mới lạ để tăng tính hấp dẫn và tạo sự tương tác. Mặc dù ngày gấu Bắc Cực quốc tế được tạo ra để nâng cao nhận thức của con người về dấu chân carbon, tuy nhiên các nhân viên vườn thú cho biết họ vẫn nuôi những chú gấu này với chế độ cá sống một lần mỗi tháng. Ngoài ra còn có chế độ ăn kiêng, xương bò và thịt thỏ. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 4 tháng 3 tới, lễ trao giải Oscar lần thứ 90 sẽ chính thức diễn ra. Chúng ta đang hồi hộp chờ đợi những cái tên sẽ được vinh danh trong sự kiện danh giá này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công việc sản xuất những bức tượng vàng, biểu tượng cho giải Oscar. Đây thực sự là một quá trình hết sức công phu, tương xứng với mức độ danh giá của những giải thưởng mà nó đại diện. Xưởng Polystylics ở bang New York, Mỹ là nơi đúc những bức tượng vàng giải Oscar trong suốt 3 năm qua. Tất cả đều được làm thủ công với rất nhiều công đoạn. Sau khi đúc cốt và tạo khuôn bằng sứ, hỗn hợp kim loại gồm chủ yếu là thước và đồng nóng chảy được đổ vào khuôn để tạo ra những phôi tượng. Sau đó chúng được làm sạch, chỉnh trang và đánh bóng. Tại đây chúng tôi không định ra một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành công việc chỉnh trang cho những bức tượng này. Chúng tôi làm việc tỉ mỉ với chúng cho đến khi nào đạt được đến chất lượng mong muốn thì thôi. Những phôi tượng này sau đó được chuyển sang công ty công nghệ Ebner cũng ở bang New York để mạ vàng. Đây là công nghệ độc quyền nổi tiếng của công ty này, vốn được dùng để làm lớp vỏ bảo vệ những chiếc vệ tinh thời tiết hay các ống kính viễn vọng của NASA trong suốt 35 năm qua. Tất cả những gì chúng tôi làm ở đây đều là khoa học. Những chất hóa học này đều được pha trộn và kiểm soát tỷ lệ chặt chẽ. Chúng tôi còn có một phòng thí nghiệm để lấy tất cả các tạp chất ra khỏi vàng. Vì vậy, đây là vàng hoàn toàn nguyên chất. Do đòi hỏi độ chính xác cao, nên mỗi ngày công ty Ebner chỉ có thể hoàn thiện được 5 trên tổng số khoảng 60 bức tượng cần sản xuất.
các tấm biển tên mạ vàng cho mỗi đề cử của mỗi giải cũng được hoàn thiện ở đây. Sau khi đã được mạ vàng, các bức tượng được chuyển trở lại xưởng Polyctalis để gắn lên những chiếc đế tượng mạ đồng đen có hình dáng mô phỏng một cuộn phim. Tổng quá trình sản xuất những bức tượng này kéo dài ít nhất 3 tháng. Những bức tượng vàng của giải Oscar đều có hình dáng một chàng hiệp sĩ cầm gươm với chiều cao 34cm và nặng 3,85kg. Thưa quý vị, thủ đô Bangkok của Thái Lan là một thành phố du lịch vô cùng hút khách với một địa điểm mà các du khách luôn ghé thăm khi đến đây, đó là chợ phiên cuối tuần ngoài trời lớn nhất thế giới, chợ phiên Chatuchak. Những trải nghiệm mà bất cứ du khách nước ngoài nào khi đến đây đều có, đó là khu chợ mang trong mình rất nhiều giá trị lịch sử và văn hóa của Thái Lan mà nếu chỉ đi chợ một ngày thì cũng không thể khám phá hết được. Chatuchak theo tiếng Thái có nghĩa là chợ cuối tuần. Đúng như tên gọi, các cửa hàng ở chợ Chatuchak chủ yếu mở cửa vào dịp cuối tuần. Tới đây, du khách có thể tìm thấy đủ các loại hàng hóa, từ vàng bạc, đồ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, các tác phẩm nghệ thuật, cho đến trái cây, thức ăn, đồ uống và các loài động vật như rắn, chó. Hầu hết các du khách khi đến Bangkok đều dành thời gian tham quan và mua sắm tại chợ Chatuchak. Ước tính vào dịp cuối tuần, mỗi ngày chợ đón khoảng 200.000 lượt du khách và lên tới 400.000 lượt vào mùa cao điểm. Chợ Chatuchak được thành lập vào năm 1942 tại Sanam Luang khi chính phủ Thái Lan có chính sách mỗi thành phố phải có một khu chợ để tạo thuận lợi cho người dân mua sắm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Năm 1982, sau hai lần di chuyển, chợ được rời đến quận Chatuchak. Là chợ cuối tuần ngoài trời lớn nhất trên thế giới, chợ Chatuchak có diện tích hơn 1 km2, được chia làm 26 khu vực với hơn 15.000 gian hàng. Ngoài hệ thống camera an ninh, chợ còn có một đội ngũ nhân viên an ninh hơn 300 người để đảm bảo an toàn cho du khách. Để tạo thuận lợi cho du khách tìm kiếm cửa hàng và các loại hàng hóa, ban quản lý chợ đã xây dựng ứng dụng hướng dẫn chợ Chatuchak trên các loại điện thoại di động thông minh. Phần cuối chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Ngày 28 tháng 2, truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã quyết định bộ linh vật chính thức cho Thế vận hội trong số 3 bộ mẫu linh vật lọt vào vòng sau cùng. Bộ linh vật được chọn là những nhân vật mang hình người, mặc trang phục có họa tiết Ichimatsu, họa tiết Karo trong logo chính thức của Olympic. Linh vật có màu xanh sẫm và màu trắng dùng cho Olympic, còn linh vật dùng cho Paralympic có màu hồng và trắng. Bộ đôi linh vật này được chọn thông qua bỏ phiếu tại khoảng 200.000 lớp học của trên 16.000 trường tiểu học trên toàn nước Nhật và ở nước ngoài. Người hâm mộ những siêu anh hùng trong các bộ phim của Mỹ chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua một cuộc triển lãm đặc biệt đang diễn ra tại London, Anh. Cuộc triển lãm Bình minh của các siêu anh hùng trưng bày phục trang trong những bộ phim về đề tài siêu anh hùng như Người rơi, Bộ tứ siêu phàm, Nữ thần chiến binh. Tại đây, khách tham quan có thể tận mắt nhìn thấy những bản phác thảo thiết kế phục trang trước khi phim được sản xuất, giúp người hâm mộ hiểu được quá trình sáng tạo đầy kỳ công của các nhà thiết kế. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 9 tháng 9. Tại Ấn Độ, ngày 26 tháng 2 vừa qua, người dân nước này đã tưng bừng tổ chức lễ hội sắc màu Holi để chào đón mùa xuân. Đây là ngày hội ném bột màu nổi tiếng, thu hút rất nhiều người dân địa phương và đông đảo du khách tham gia. Holi là lễ hội được tổ chức hàng năm để đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân. Đối với những người tham gia, lễ hội này là sự tượng trưng cho tình bạn, sự tha thứ và niềm vui chiến thắng những điều xấu xa. Để phục vụ lễ hội, rất nhiều loại bột màu khác nhau đã được chuẩn bị từ các loại thực vật tự nhiên. Khi lễ hội diễn ra, mọi người sẽ cùng nhau đổ ra đường để ném bột màu và những cánh hoa vào nhau. Do đó, người tham gia lễ hội sẽ có vẻ ngoài như những bức tranh đầy màu sắc. Đây cũng chính là lý do lễ hội Holi còn được biết đến với tên gọi lễ hội sắc màu. Những đôi bàn tay lành nghề của thợ dệt thủ công tại Campuchia đang cùng nhau dệt một chiếc khăn dài nhất thế giới để thiết lập kỷ lục Guinness. Quá trình dệt chiếc khăn Krama truyền thống bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 và đang đi vào giai đoạn cuối. Khách du lịch khi đến Campuchia cũng được thử dệt một vài thao tác đơn giản và được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình. Chiếc khăn sẽ là biểu tượng cho ngành dệt truyền thống của Campuchia và thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc vì nó có sự góp mặt của 20 cộng đồng người khác nhau tại Campuchia. Mục tiêu được các nghệ nhân đặt ra là chiếc khăn dài 1.000 mét. Những hình ảnh thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.